Rồi, hello. Rồi, em chào mấy anh nha. Rồi, hôm nay bên em muốn giới thiệu với các anh ha, em này là siêu hiếm nha mấy anh. Đó, đang bị ngưng sản xuất. Đó, em này là bây giờ là kiếm rất là khó khăn nha các anh nha. Đó, tìm em nó là y như lên rừng xuống biển nha mấy anh. Khó khăn mới có được em này nha. Rồi hôm nay em may mắn được anh chủ nhường lại cho em bé này. Em này là Honda Rebel nha các anh. Honda Rebel 250 đời 2008 nha các anh. Đó, Dash 208 đúng đời. Xe nguyên zin từ đầu tới đuôi nha các anh. Như là không có đụng tới bất cứ một con ốc nào nha, từ hồi đó tới giờ nha các anh mấy anh. Nguyên thủy nha, xe biển số Sài Gòn, hải quan chính ngạch, chính chủ sang tên ủy quyền toàn quốc nha các anh. Biển số Sài Gòn đó, 59A308650, chín nút nha mấy anh. Số quá đẹp luôn, màu đỏ mặn, màu này cực kỳ hiếm có nha các anh. Đa số mấy em này thường màu đen nha các anh, ít có màu đỏ nha. Em này là Bell 250, được sản xuất tại Nhật nguyên con và xuất qua thị trường Mỹ nha mấy anh. Bell Mỹ là em này nha, Mỹ là bé này. Đó, đây trên cổ nó có một cái đách, nó ghi thông tin của xe nha mấy anh. Đây 208 đúng đời luôn. Số máy, số khung đúng đời Bell Mỹ nhập khẩu 208. Cái đời này thì mấy anh biết cái máy của nó rồi nha, cực kỳ nó nổ là rầm rầm luôn nha mấy anh. Máy nguyên zin nha, tất cả nguyên zin, đầu nồi chưa có đụng chạm đâu nha mấy anh nha. Mấy em này thì máy móc nó trâu bò khỏi bàn nha mấy anh. Máy của nó thì 208 tới giờ thì chưa xi nhê gì đâu mấy anh ơi, mà xe này là không đi luôn nha, không đi luôn. Đây nó mới chỉ audio có 20.286 cây. Cái này thì nó không có tính bằng km nha mấy anh, nó tính bằng mai đó, tại vì bên Mỹ người ta xài bằng mai, nó không có xài km nha các anh. Hai chìa khóa nguyên zin theo xe còn nguyên nha mấy anh. Đây rất là đẹp nha mấy anh ơi, kiến zin còn nguyên cặp, nước sơn nguyên zin, dán keo nguyên chiếc nha mấy anh. Máy móc đầu nồi chưa mở. Đó, em này bây giờ mấy anh mua về thì chỉ có việc chạy thôi. Đó, mà đặc biệt em này thì mấy anh biết cái giá trị của xe rồi nha, mua về đi không bao giờ bị lỗ tiền nha mấy anh. Thì chỉ có lên thôi, không bao giờ nó xuống nữa nha mấy anh. Bell đời 208. Đó, Bell Mỹ xuất Mỹ. Máy của nó là mà anh thấy không, mới cứng luôn nha. Đêm zin theo xe còn đủ hết. Máy con này mà anh đi kiếm không có xe đâu nha mấy anh. Đa số người ta mua về thì người ta để chạy thôi, để làm của luôn chứ không có bán nha mấy anh. Đa số mà anh em chơi xe này thì anh em khá giả thôi. Hồi xưa mới có tiền mới nhập độc, còn nguyên con nhập khẩu nguyên chiếc về đây rất là mắc nha các anh, đắt đỏ lắm. Đây mình quay sơ một vòng cho anh chiêm ngưỡng cái độ đẹp nguyên zin của xe nha. Vỏ nguyên zin luôn, cầm điện đó, từ hồi đó tới giờ nha mấy anh. Này, cái phuộc là nó có thông tin mã số còn nguyên thủy. Đây tem gấp gọn luôn, này đến nỗi anh chủ anh kỹ anh bọc keo cái này luôn nha mấy anh, bọc keo cái sườn luôn rồi, cái gấp luôn rồi, sợ chóc mấy cái tem nha mấy anh. Đó, 250 nha mấy anh. Honda Rebel 250 nhập khẩu Mỹ nguyên chiếc. Máy móc thì em bao cho các anh luôn. Đó, chạy lợi xăng kinh khủng luôn nha, kinh khủng khiếp luôn. Em này 40 cây một lít, bao với các anh luôn. Bình xăng nguyên zin nè mấy anh, chưa có đụng vô cái bình xăng luôn nha. Ốc bình xăng chưa mở luôn thì mấy anh hiểu rồi nha. Đây, máy của nó đây, ron đọt chuối này, màu xanh lè còn luôn nha mấy anh. Đó, đây lóc
mới kích kịch kịch luôn, y chang máy em 2015-2016 luôn nha mấy anh, nó mới cửa đó đó. Nhưng mà mấy anh cứ tham khảo đây, mấy em mà nhập mà 2015-2016 á thì nó không có chất lượng bằng mấy cái đời này nha mấy anh, đời này mới đúng là hàng Mỹ nha mấy anh. Đây quá đẹp, quay thì nó dày thôi, mấy anh ra coi xe trực tiếp đây mấy anh nhìn là mấy anh mê liền nha, nó đẹp mà kiểu nguyên zin nha mấy anh, nhìn nó rất là hay nha, sướng con mắt lắm. Xe hải quan chính ngạch chính chủ, mua bán mình ký giấy sang tên ủy quyền cho các anh liền trong buổi nha, giấy tờ thì hải quan thì khỏi bàn nha, sang tên thì một lúc nhạc thôi, không vấn đề gì hết. Mình báo lại là em này là nguyên thủy nha các anh, nguyên zin từ đầu tới đuôi luôn, nhập hải quan nguyên cục về nha. Rồi giờ xe bây giờ mình test máy cho mấy anh nghe máy nha, máy 250 nổ rất là chắc, máy rất đai nha, rùm rùm nha mấy anh, đề nhẹ một phát đó. Ra xe tì nó sẽ từ từ nó đã lắm anh ơi, chạy thì thôi rồi luôn, chạy là rất tiện liền nha mấy anh, tại nó đã lắm, nó có cái độ phê rất là hay. Còn cái phuộc này thì mình không phải nổ nha mấy anh, chạy á mấy anh thắng, chạy từ 6-70 anh thắng phát là nó nhún xuống mà nó rất là im nha mấy anh. Nó hàng Mỹ thì đồ Mỹ thì nó xài phuộc quá ok rồi, phuộc nó nhịp như xe hơi sao vậy nha mấy anh. Đó mấy anh nghe máy không, thịt thôi nha, đây thịt bồ ha. Đây đèn trước nha, cái này được chủ trang bị đèn trợ sáng luôn nha, đó mấy anh thấy không. Đi đêm thoải mái không có sợ thiếu ánh sáng nha, đã vào cái đèn trợ sáng rồi. Xe này nó có một cái cặp thùng nữa nha mấy anh, cái thùng đựng đồ đằng sau á đó, anh em nào mua thì mình tặng luôn ha, tại vì chủ cho mình là mình tặng lại cho anh em nào mua luôn ha. Cái thùng để đồ, thùng ghi bi, đồ xịn nha mấy anh, nó tới 2 triệu mấy lần đó. Vừa gắn sau đây, sau đây là mấy anh bỏ đồ thoải mái nha, sau đây ra giao tới đây, cùng đó mấy anh em nào cần làm hợp đồng gì làm văn phòng á, thì giấy tờ nhiều thì các anh gắn thùng, còn anh em nào không thích thì cứ để vậy nguyên zin nhà nha. Biển số 9 nút nha mấy anh, đẹp rất là đẹp luôn, dán keo nguyên xe. Rồi con này mình bán với giá là 235 triệu, mình bao ship toàn quốc nha, anh em nào ở Sài Gòn gần thì ghé coi xe trực tiếp, còn anh em nào ở xa không tiện đi lại, không có điều kiện đi lại thì cứ alo chuyển khoản cho mình chuyển xe tặng nhà, mình bao gói kỹ càng, bao tiền ship cho các anh luôn, nó mình hỗ trợ cho các anh nha. Nước kính luôn anh ơi, hai cây bô nó đặc biệt là đời nhập Mỹ là nó phải dày nha các anh, đó nó có những cái hàng chữ lăng quang ở trên cây bô này rất là tuyệt vời. Máy nó là đáng đồng tiền bát gạo nha các anh, xe này đáng để mua, đáng để sưu tầm nha, 10 đồng khối đá mua về là không có vụ mà kêu mà lỗ 1.000 hết nha mấy anh, càng ngày nó càng lên giá nha, nó thiệt thuộc là huyền thoại rồi đó. Màu đỏ mặn rất là đẹp, máy nó nổ ra thông tin những nhiều nha, đó nó nổ nãy giờ đó, chạy thì thôi rồi mấy anh ơi, nó rất là phê, không có chiếc ý hay là không có chiếc nào mà chạy qua nó được nha các anh, và beo thì nó không kén tướng nha các anh, nó phù hợp cho các tướng hết, to nhỏ con bự gì nói chung là chạy được hết nha, không có kén tướng, rất là nhẹ nhàng, sử dụng rất là ok. Rồi nói chung là dòng Rebel này anh em cũng biết nhiều rồi, mình không cần mà giới thiệu về độ bền hay là độ chạy của nó nữa, bốc hay không nữa mình không cần giới thiệu nha, mấy anh em đã biết rồi. Honda Rebel thì nó rất là nổi tiếng trên thị trường Việt Nam mình nha các anh, mà đặc biệt là dòng Rebel 250 nhập Mỹ như thế này,
giấy tờ hải quan chính ngạch, biển số Sài Gòn chính nút sang tên cá rập liền. Rồi anh em nào thích thì alo số điện thoại dùm cho mình nha, số điện thoại mình là 0932 047 956. Đó, mình sẽ nhắc lại là 0932 047 956. Rồi anh em coi xe thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình, bật chuông thông báo để khi mình quay video mới anh em sẽ xem trước nha. Có nhiều anh xem sau thì bán xe mất tiêu rồi, mấy anh điện lại là kêu coi trễ, thì đó là do lý do là mấy anh không có bật chuông thông báo nha mấy anh. Mấy anh bật chuông thông báo thì anh sẽ coi trước người ta ha. Đây đèn siêu còi siêu nhanh, không thiếu cái gì hết nha các anh. Đây mình test luôn cho mấy anh. Đó. Ok hết nha, trước sau đầy đủ. Rồi đây. Rồi, hoàn hảo, mua về chế xăng chạy thôi, nhớt mới thay luôn rồi má anh ơi. Rồi anh em nào kết em này thì mạnh dạn alo cho mình ha. Rồi mình chào tất cả anh em gần xa nha. Bye bye.